là ghen tị và rất là yêu mến chiếc áo dài này. Và Quỳnh Chi lại còn thích hơn là chiếc áo dài của chị Như Quỳnh. Và lúc nãy từ đầu đến giờ là cứ lấp lánh trước mặt em. Và không biết rằng là chị có thể chỉ cho Quỳnh Chi xem là chị đã mua chiếc áo dài ở đâu để em ra em cũng may một bộ áo dài giống như chị được không ạ? Anh có Lê muốn nói gì ạ? Em ruột của chị đã tặng cho Lê một cái áo dài khi mà hát xong ca với Như Quỳnh áo hoa cách đây mười mấy năm. Quang Lê ơi, dạ, kinh nghiệm nghe, lần sau ai có may đồ cho mình á, mình làm sao mình giữ trân trọng cái bộ đồ đó bằng cách ăn uống cẩn thận nha. Đỡ bị bục chỉ ạ. Không, bây giờ bộ đồ cái này là cái này là Quang Lê Thú nhận Lê luôn. Ốm lắm rồi. Quang Lê Thú nhận là cái áo dài cách đây mười mấy năm vẫn còn. Nhưng bây giờ em để dành em nhìn thôi.